Xin chào các bạn, Ken đang chào các bạn đi con. Xin chào các bạn, Ken đang chơi. Ken đang chơi gì đấy? Chơi cầm súng bắn đinh đi. Để xem Ken chơi gì nha các bạn nha. Wow. Đi cắn. Ken đang xếp Ninja Go. Đây, bạn ấy đang chơi nè. Bùm bùm bùm, để cắn con thằng này. Ôi, đang tự chơi một mình luôn nè các bạn ơi. Các bạn ơi, bạn Ken đang rất là tập trung và đang chơi ninja một mình. Đâu, Ken có ninja nào mà đặc biệt không? Giới thiệu cho các bạn đi con. Ninja đặc biệt hả? Có cái nào mà đẹp không? Con tự chế ra ninja đẹp đâu, cho các bạn xem với. Đâu, có phải cái con đấy không? Đâu? Con ninja này. Con đưa lên cho các bạn nhìn thử. Đó thành là... ngu, thành người nguy hiểm. Thành người nguy hiểm ở đâu, đâu? Đâu, để yên, cho nên rung rinh. Rồi, wow, ngã rồi. Trời ơi, cái chú này là chú công an hay sao mà cầm súng vậy? Đúng rồi. Cái này chú săn cướp rồi con. Cái chú săn đây đại ca, hai người này đối thủ của đại ca. Ừ, cái chú này ngã rồi, ngã ngửa rồi. Để bị xỉu. Xỉu hả? Ở đó bị xỉu. Wow, cái nó màu đỏ, màu hồng kìa. Wow, cái nó màu hồng luôn kìa các bạn ơi. Biến thành người mạnh mẽ. Wow. Biến thành người mạnh rồi. Nằm la liệt luôn này các bạn ơi. Ninja của Ken nằm la liệt. Đeo mặt nạ. Ken đang đeo mặt nạ cho chú ninja mới này đó. Đâu cho các bạn xem đi. Wow. Mấy người nên đổi nó rồi. Ta da, chú bảo vệ. Con này nó bị đánh cái con này luôn. Thế á? Con đấy là con nào hả con? Đổ rồi. Các bạn ở nhà có nhiều ninja như Ken không? Ken nhiều ninja lắm đó. Ken đang xếp nè. Có người mới. Giờ này đây là người mới có súng rồi. Đó, Ken xếp ninja cho các bạn xem. Giờ đây là đại ca thôi. Wow, nhiều thế nhỉ. Có súng nữa đâu, hết súng rồi. Đây nè, đây là ninja này các bạn nè. Súng. Đứng lên đi nha. Ui, súng đâu rồi. Hết luôn. Cái lẩu khí rồi, để con đi, để con xuống dưới có cái gì được không? À. Mẹ cứ để cho, mẹ cứ cho nó đứng hết đi nha. Ok. Xin đứng nha các bạn nha. Đó, đây là một chú ninja màu vàng đang cầm khẩu súng chĩa vô. Trời ơi, thật là dữ dằn quá. Ơi, đây mẹ tìm một chú ninja nữa nha. Đây này, chú ninja này cũng mặt hung dữ luôn. Trời ơi, không biết là đang làm cái gì mà. Trời ơi, còn thêm một cái chú gì mà bịt mặt luôn nè. Đó, mặt trời mẹ ơi, đây là đội quân ninja dữ tợn luôn. Thiệt tình luôn, là sợ luôn đó. Đây, có một chú công an này nè. Tay cũng cầm súng nè. Tê-rê, đó. Úi cha, chú công an này thì mặt rất là hiền nha các bạn nha. Không có giữ một chút xíu nào hết nè. Đó, mặt của chú rất là hiền luôn. Rồi, còn cái chú này đó. Đây, đích thị là Ninjago. Đó, chú màu trắng này. Đích thị là Ninjago. Đây, cho các bạn xem nha. Đó. Rồi, bây giờ các chú này bắt đầu tiến về phía trước. À, bây giờ mình đang bắt cướp đi. Nhưng mà không, chú này bây giờ chú công an này, bây giờ chú công an này, đây là hai chú cướp nha. Hai người này là cướp nha các bạn nha. Đây. Bắt chú bảo vệ đây. Này. Bây giờ hai người này là cướp, chia làm hai phe đi. Rồi. Còn đây là hai, đây là cái người này cũng là người tốt nè. Cái anh này cũng là người tốt luôn ha. Đại ca đó, phải. Ủa, đại ca hả? Vậy thôi, vậy là người xấu luôn đi. Cho qua đây đứng. Ôi chết. Được đâu. Ba người này là một phe nha. Dạ, một phe để trên đó. Ba người này là một phe, đứng vào bên này một phe nè. Để chụp hình hả? Để mẹ quay cho các bạn xem. Bây giờ mình chia phe ra mình chơi nè. Đó, ba người này là một phe nha các bạn nha. Đó, ba cái người này là một phe. Đây, con thích là phe công an hay là con thích là phe cái ba cái chú này? Con thích hai cả, con thích cả. Đó. Con thích cả năm luôn. Bây giờ mình chia ra hai phe, cái năm luôn. Ken chọn phe nào? Cái chọn phe này hay phe này? Cả năm phe, còn mẹ chọn quỷ đô la nha. Thôi, mẹ phải chọn cái phe này là phe cảnh sát. Rồi. Quỷ đô la mà, quỷ đô la là người xấu. Người là người hỗ trợ nhưng mà chỉ có hai chú cảnh sát thôi. Bắt đầu nha, chiến đấu nha, chuẩn bị nè. Súng, bắn lên phe. Không, chuẩn bị nha. Bây giờ ba người này là ba người xấu nha các bạn nha. Đó, ba người xấu. Người tốt. Còn đây, người tốt là chú công an. Hai chú công an hả? Hai chú công an thôi, bắt hết được bọn cướp này luôn. Bọn này cho vô đây luôn. Này cũng là người xấu luôn. Đó, chỉ cần hai chú công an thôi là bắt được cướp nha các bạn. À, nhưng mà khoan, chú công an này sao tự nhiên cái mặt
Cái mặt của chú này đeo khẩu trang mắc cười quá. Rồi, chú Công An này đeo khẩu trang chơi luôn nha các bạn nha. Tại vì đang dịch bệnh nè, nên chú Công An đeo khẩu trang vậy đó. Cho nó chắc cú. Ok, rồi, bắt đầu đi tìm. Đi bắt cướp thôi kìa nè. Bắt cướp. Rồi, bắt đầu chúng mình đến bắt. Trời ơi, cướp đông quá các bạn ơi. Thiệt tình luôn, không thể nào mà bắt được hết. Chúng ta chỉ có 2 người thôi. Trời ơi, chúng ta có 2 người sao mà bắt được nhiều đây từng cướp ta. Bây giờ chúng ta sẽ phải chia ra. Từng người đi một. Tôi sẽ đi trước nha, còn anh đi sau nha. Rồi, tôi đi trước đây. Tiến lên. Tôi sẽ bắn những tên nào mà không có súng trước. Băng. Ai mà ngã là người đó bị thua nha. Rồi, một tên ngã rồi. Một tên đã bị ngã rồi. Chiu. Rồi, hai tên này đều ngã rồi. Thua rồi. Chiu. Rồi, tấn công vô trong. Chiu. Anh em, tôi đánh nhau. Chiu. À, chết rồi. Con đội đã thua hết rồi. Trời ơi, chú Công An này khỏe quá các bạn ơi. Chúng ta đã thắng rồi. Ôi, còn một tên nữa nè. Thôi sợ quá, tên này không có đầu, ghê quá. Tên này không có đầu các bạn ơi. Thôi chạy để kiếm tôi với. Rồi, anh này chạy ra tấn công. Ôi, sao tự nhiên ngã rồi. Vậy là chúng ta đã thắng rồi các bạn ơi. Thắng cái đội quân kia ngã hết trơn này kìa các bạn. Trời ơi, có tên nào đứng đằng sau tôi vậy? Trời ơi, sao tự nhiên chị ăn cổ tôi vậy? Ôi, cứu tao với. Đây, tôi sẽ ra cứu anh đây. Chờ tôi chút xíu nha. Băng. Rồi, xong, thua luôn. Rồi, chết hết rồi. Thắng rồi, các bạn ơi. Mình đã thắng rồi nha. Tôi bị chết rồi, cái gì cái thua rồi kia. Rồi, quân đội của mấy tên cướp này thua hết rồi các bạn ơi. Cái này đại ca lớn, nó sẽ bị xỉu. Ken là đại ca lớn thì Ken cũng xỉu luôn rồi. Vậy là Ken cũng thua luôn rồi các bạn ơi. A ha ha. Đại ca lớn còn xỉu mà sao mà đại ca bé không xỉu được? Mà sao đại ca xỉu lại há miệng ra vậy? Đã chết thì mà phải không? Đây là các quân lính cũng đã xỉu hết trơn rồi nè các bạn nè. Quân lính nằm la liệt luôn nè. Đi chơi lại nha. Hả? Chơi lại được không? Chơi tiếp hả? Dạ. Ken thích chơi rồi này các bạn ơi. Chơi lại nha. Chơi này. Chơi lại nha. Chơi lại tiếp hả? Ok. Chia đội quân ra để con chơi. Ok, chia đội quân ra chơi tiếp nào. Bây giờ chia lại nha. Xem mình phải nói là đông người nha. Ok, bây giờ Ken sẽ lấy đội quân cảnh sát đi. Con giúp này nhờ, con giúp này đông sẽ để xa thế này. Vì nó với dọ mẹ với sợ. Đấy, bây giờ Ken lấy đội quân cảnh sát nha. Còn mẹ là đội quân các tên cướp nha. Đây là những tên cướp trong rừng. À, những tên cướp trong rừng thì trong rừng mình phải có các con vật nữa chứ. Mình phải có khủng long nữa nè. Đó, đây. Mẹ. Khủng long nè, ơi. Con thích bắt cướp cơ. Con thích bắt cướp hả? Vậy con là công an hay con là cướp? Con dạ. Chọn cái nào? Con chọn đội cướp tiếp hả? Dạ. Ok. Rồi, bây giờ Ken chép xong rồi Ken sẽ chọn lại nha. Trời ơi, đội quân của Ken hùng hậu ghê chưa các bạn này. Quá trời quá đất luôn, người luôn. Mà mấy người này nhìn ghê thiệt chứ. Ninja gì mà dữ tợn. Chẳng có đầu gì hết luôn. Chẳng có đầu gì hết á, đầu gì. Làm cái gì mà tròn tròn nè. Trời ơi. Ủa đó. Rồi xong chưa? Ken xếp xong chưa? Dạ, xếp xong rồi. Trời ơi, sao đội quân của mình còn có 2 người nữa tiếp nữa nè. Sao mà thắng nổi thế? Đúng rồi, bây giờ đội quân này hồi sinh, bây giờ nó càng mạnh hơn rồi. À, đội quân này bây giờ hồi sinh, bây giờ nó càng mạnh hơn rồi đó các bạn. Ghê quá. Bây giờ nó càng mạnh hơn rồi. Trời ơi, tôi sợ quá ở đây. Làm sao tôi dám nó đánh lại. Nó chả bị biến mất ở sau lưng của các lại chú bảo vệ công an rồi. Thế á? Thì bây giờ làm sao đây mẹ? Bây giờ chúng mình làm sao để chiến thắng được đây? Hãy chưa con rất là đông người luôn. Giờ Ken thử đếm rồi, Ken có bao nhiêu người tất cả? Dạ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16. Wow, Ken có 16 chú ninja go. 16 chú cướp. Đây là các tên cướp, 16 tên cướp. Còn chúng ta chỉ có... Trời ơi, 2 chú cảnh sát. 1, 2. Ôi, bây giờ chúng mình phải tìm thêm vũ khí các bạn ạ. Chúng mình phải đi tìm vũ khí nha. Sau đó rồi mình mới chiến đấu được các cái tên cướp này. Chứ tên nào cũng hung dữ mà lại có đầu kìa. Hai tên này còn có 2 cái súng nữa nè. Cái đầu. Hồi nãy mình thắng được. Bây giờ chắc gì mình đã thắng bởi vì họ hồi sinh rồi. Cái đầu nữa. Trời ơi, cái đầu không nữa. Thôi ghê quá. Thôi mình lắp vô cái đầu này đi chứ ai mà nhìn gì ghê. 57 rồi. Ok. Ta sẽ đi tìm. Rồi, bây giờ các bạn chờ chút xíu nha. Để mình đi lấy vũ khí để mình trang bị thêm cho hai chú công an này. Hai chú công an này phải có vũ khí thật là mạnh thì mới đánh lại được cái đội quân cướp kia nha các bạn nha. Wow, đó. Chờ mình chút xíu nha các bạn nha. Dạ. Các bạn ơi,
Rồi, bây giờ mình quay lại rồi các bạn ơi. Mình đã tìm được hai cái vũ khí rất là lợi hại. Ta-da, đây nè các bạn nè. Mình đang phá đổ quan của con. Đây các bạn ơi. Ê, mà sao con chó này cái đầu nó ngược mất cười vậy? Gãy đầu, nó bị gãy đầu á. Không phải, Ken vặn lại cái đầu cho nó đúng đi. Vặn cái này. Vặn cái đầu nó xuống, quay cái đầu nó xuống cho nó đúng cái đầu nó. Nó hơi ngược rồi đó. Rồi, con chó okay. Này. Con chó. Đây, mình có thêm được chú chó cứu hộ nha các bạn nha. Chú chó này rất là dữ đó. Wow. Đó, vũ khí của mình còn có thêm một con này nữa các bạn nè. Ta-da, đây là con khủng long. Mọi người ơi. Ơi. Cái này là cái hồ sinh á. Ok, vậy con có thêm một vũ khí nữa đúng không? Đâu, của Ken đâu? Cái này là hồ sinh. Đây, Ken còn có cái bộ. Ôi trời, Ken còn có cái bộ xương hay cái gì đây các bạn này. Đây cái hồ sinh, hồ sinh wow. Bộ xương. Wow, cái bộ xương ơi. Cái bộ xương này ghê quá đi, nhưng mà sao đứng được? Nhưng mà nó đẹp nào hơi cái hồ sinh. Rồi, ok, cái vậy hồ sinh, hồ sinh cho con người mạnh hơn. Ok, còn Ken ơi, thì bây giờ hồ sinh. Bây giờ nè, đội quân của chúng ta có thêm 2 thành viên mới. Rồi, bây giờ đội quân của chúng ta có thêm 2 thành viên mới nha các bạn nha. Đi ở chiến đấu. Đây, giới thiệu cho các bạn đã. Đây là chú chó đốm. Ghê chưa? Chú chó này có thể cắn được các tên cướp nha các bạn nha. Còn đây là mấy người này, mấy người không có đầu. Đâu? Mấy người này không có liên rồi, quan được. Không có liên quan. Không có, nhưng mà cũng có liên quan. Ôi trời ơi, còn có cái con gì nữa đây? Con rắn hay con gì đây? Rắn thật á. Rắn hổ mang. Rồi, rắn ok. Rắn hổ mang độc á. Con chó sẽ tiêu diệt con rắn đó nha các bạn nha. Các bạn hãy chờ đó. Nhưng mà nó sẽ trốn, nó sẽ đi ra đường này. Ok, còn đây là con khủng long mà mình mới tìm được nè. Con này cũng sẽ rất là khỏe nha các bạn nha. Rồi, bắt đầu nào chúng ta. Hãy chưa. Ok, chuẩn bị sẵn sàng chưa các bạn ơi? Chiến đấu thôi. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có 2 bộ xương nữa. Rồi, wow. Cái gì vậy? Bộ xương á. Trời ơi, Ken còn có 2 bộ xương nữa nè các bạn. Thế này làm sao mà mình đánh lại được? Ken có nhiều vũ khí quá. Đúng như thế đồng. Trời ơi, Ken có nhiều vũ khí thiệt á. Đúng như thế. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến vào. Tiến vào hang của bọn cướp nha. Bọn cướp này còn có 2 con khủng long đứng canh đường luôn này các bạn. Nó cái hồ sinh này còn biết động đỉnh okay. Đó. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm sao bây giờ đây? Trời ơi, sợ quá. Bây giờ chúng ta sẽ cho con chó đi vô trước. À không, bây giờ chúng ta sẽ cho khủng long đi vô trước nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ cho khủng long của chúng ta đi vô trước để tấn công 2 cái con trông cửa này trước đi. Rồi, bắt đầu nha. Bắt đầu nha. Ta ba. Rồi đi về, rút về. Đây, không được đi ngang qua đây nha. Đây là cái vạch nha. Cái vạch này là cái vạch ngăn cản giữa 2 đội nha, không được bước qua đây nha. Rồi, đi về thôi. Quay về. Rồi, bắt đầu chú chó này đến tấn công nè. Rồi. Ra lệnh cho chú chó bắt đầu tiến vào. Ô. Hai con này thua rồi, phải bỏ nó ra đi Ken. Hai cái con vàng vàng này thua rồi, bỏ nó ra đi. Phải tránh ra, phải tránh ra. Con nào thua rồi thì tránh ra ngoài. Ok. Rồi tiếp tục nha. Cái này. Ừ. Rồi cái nào thua rồi tránh ra cho tới khi nào mà không còn ai nữa thì. Ok, trời ơi cái vũ khí bự quá. Mọi người muốn cái gì vậy? Đây. Xin. Đâu vũ khí mới ở kia đâu? Dạ, đây nè mẹ. Đâu mẹ nhìn xem. Đây vũ khí. Trời ơi, vũ khí mới đấy hả? Đúng rồi. Rồi bắt đầu nha. Bia không cần xuống nữa, bia sẽ dùng bằng vũ khí này. Xin. Sẵn sàng chưa? Chưa sẵn sàng. Sẵn sàng chưa để chó tấn công nào? Đâu, bây chưa, giờ chưa, ai? Chưa. Chưa hả? Bia phải dạy bia vào nhà, vào trong nhà trốn. Rồi, giờ trốn hết đi, bây giờ chúng ta bắt đầu nè. Bây giờ đến chú chó nha. Bây giờ chỉ có một người này cuối cùng. Bây giờ chú chó này là chú chó đặc công đó. Đặc công của cảnh sát đó nha. Chỉ có 2 người này thôi. Chú chó này có thể ngửi ra được các cái mùi lạ đó. Bây giờ Ken cử ai ra để chiến đấu với chú chó này đây? Cả 3 người tới luôn. 3 người đó không? Rồi. Ok, chấp luôn. Một người vào địch. Với một người vào địch nữa. Chỉ có một người thôi. Một người thôi hả? Dạ. Một người sao đánh lại con chó con trước con mà con sẽ kêu anh em của nó tới nha. Khi nào đánh giết con này thì con sẽ kêu. Rồi bắt đầu nào, bắt đầu nha. Dạ. Tấn công nha. Cắn, câu, cắn. Rồi thua rồi. Rồi, ra lại đi các anh em ơi. Đuôi lại. Nào tiếp theo còn ai nữa? Nhưng lên, bây giờ chú này yểm trợ đi. Yểm trợ chú chó đứng đằng sau yểm trợ nha. Yểm trợ nào. Đâu bây giờ tiếp theo là ai nào? Trời ơi, thua hết trơn vậy.
À bây giờ cái tên này ra đứng để tiếp đón đúng không? Nhưng mà cái học sinh này nó động, nó okay, bị ok, bây giờ nó chú cảnh sát yểm trợ đằng sau cho chó nha. Bắt đầu tấn công. Tấn công. Chịu. 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 Nó hồi sinh rồi. Hồi sinh nữa, xong hồi sinh nhanh thế nào? Bùm, oh, ngã rồi, ngã là thua rồi, ngã là thua. Ok rồi. Hồi sinh nhiều lắm luôn. Xong, đi nó không chết chó được đâu á. Chó thua rồi, đi ra ngoài đứng nha. Rồi, về chú cảnh sát, giờ còn chỉ còn hai chú cảnh sát nữa thôi nha các bạn. Con khủng long. Con khủng long này hồi nãy thắng chưa nhỉ? Thắng này sao? Hồi nãy thắng rồi. Thắng là bia còn ba. Rồi, còn ba nha. Bắt đầu tiếp nào. Bắt đầu nha, tấn công bay. Trời ơi thua rồi. Cái tên là con nào nữa đây? Chị đấu ta đi. Khen sướng, khen thắng, khen sướng quá. Rồi. Tiếp nha, bây giờ chúng mình tiếp tục. Nhung chú khủng long này. Chú khủng long này tấn công. Cái đội quân của Ken nha, chú khủng long này bự lắm rồi các bạn này đó, có gai nữa nha. Chiến đấu đó, chiến đấu nha. Rồi. Chuẩn bị nào. Chú cảnh sát hãy đứng yểm trợ cho tôi sẽ vào đây tôi tấn công cái hang động của bọn cướp kia. Bắt đầu tấn công bay vô, phải làm sao tiêu diệt được ba cái tên này. Xông lên, đình 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 lên, xông lên, xông lên, xông lên, hai đánh một thì làm sao mà thắng nổi đây. Ê, thua rồi. Chỉ có một người nữa thôi nha, lê mình sẽ thua mất đi nha. Ơi. Hôm nay đi mấy anh em ơi, thủ lĩnh, lại bốn nữa, xin nhiều lần. Rồi. Còn làm sao? Còn mấy người nữa? Cái còn mấy người nữa nhỉ? Mấy người đây nữa. Rồi bây giờ còn có một chú cảnh sát nữa thôi, làm sao chiến đấu được cái đội quân hùng mạnh này đây hả các bạn? Hồi sinh. Trời, còn biết hồi sinh nữa thì làm sao đây? Tao phải bắn súng mới được. Bây giờ chúng ta dùng đến khẩu súng cái lục này. Nó động đậy, nó động đậy. Đây là khẩu súng này nha các bạn nha, khẩu súng này rất là mạnh đó. Bắn được lại đâu. Đó, khẩu súng này mạnh lắm nè các bạn nè. Bây giờ mình sẽ vào mình tấn công không mấy cái tên cướp kia nha. Còn một mình nữa thôi, phải chiến đấu tới cùng. Yeah, bắt đầu. Chuẩn bị nào. Xong lên. Chuẩn bị nha, cho cái súng này cao lên một xíu đã. Chờ một chút xíu nha. Đó, giơ khẩu súng lên đi vậy nè. Bắt đầu tay chân chạy đồ ha, khí thế ha. Rồi, bắt đầu. Bang 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 bang. Xong lên. Bang 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 rất này hông. Chú cảnh sát vẫn còn nguyên nha. Xong lên. Đi 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 đi. Xong lên, tiếp tục. Chiến đấu trên không, bay lên mù. Đi dối quá. Trời ơi, trận đánh này thật là quyết liệt. Trận đánh này quyết liệt lắm các bạn ơi. Chú vẫn thắng bại luôn. Kêu anh em tới. Đa 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 đa. Trời sao mà anh em mình các bạn ơi, hết rồi, xong, mình không còn ai nữa rồi. Vậy là đợt này, vậy là cái hiệp này là các bọn cướp đã thắng 1-0. Bây giờ chơi tiếp nè. Chơi tiếp hả? Dạ. Rồi bây giờ mình tạm biệt các bạn đã, xong rồi mình sẽ tìm vũ khí rồi mình chơi tiếp. Tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn. Hẹn gặp lại. Các bạn ơi, bye channel của mình nha.